Hi, xin chào các bạn. Sau nhiều đồn đoán quốc tế và sự đe dọa từ Trung Quốc, tối ngày 2 tháng 8, máy bay của Không quân Mỹ đưa một nhóm nghị sĩ, trong đó có Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, đã chính thức tới Đài Loan. Đây là chuyến thăm đầu tiên trong 25 năm trở lại đây của một Chủ tịch Hạ viện Mỹ, người đứng thứ 3 trong danh sách quyền lực trong chính phủ Mỹ đến đảo Đài Loan. Nó diễn ra trong bối cảnh thế giới đang rất nhạy cảm bởi cuộc chiến Nga-Ukraine và một loạt các xung đột cục bộ khác cũng đang có dấu hiệu bắt đầu. Trong đó có mâu thuẫn giữa hai eo biển Đài Loan cũng đang dần lên rất cao kể từ đầu năm, đạt ngưỡng nguy cơ chiến tranh. Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố chuyến thăm của bà Nancy Pelosi vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc và phá hoại nghiêm trọng hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan. Trung Quốc tuyên bố Đài Loan là lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để đưa hòn đảo này vào quyền quản lý của mình. Đứng trước nguy cơ xung đột, căng thẳng trong khu vực có thể ảnh hưởng trực tiếp tới Việt Nam. Bộ Ngoại giao Việt Nam ngay lập tức thể hiện quan điểm của Việt Nam thông cáo phát đi sáng ngày 3 tháng 8. Theo đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao bà Lê Thị Thu Hằng nêu rõ, Việt Nam kiên trì thực hiện chính sách một Trung Quốc và mong muốn các bên liên quan kiềm chế, không làm căng thẳng tình hình eo biển Đài Loan, đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng phát đi thông báo cáo buộc chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi đã vi phạm chính sách một Trung Quốc và cảnh báo đây là hành động đùa với lửa rất nguy hiểm. Bất cứ ai đùa với lửa sẽ bị bỏng. Vậy có phải Việt Nam đã ủng hộ Trung Quốc trong vấn đề Đài Loan hay không? Đầu tiên, chúng ta cần làm rõ chính sách một Trung Quốc là gì? Chính sách một Trung Quốc là một nguyên tắc, trong đó chỉ có một Trung Quốc, bao gồm Trung Quốc Đại Lục, Hồng Kông, Ma Cao và Đài Loan, tất cả đều là một. Tất cả các quốc gia muốn có quan hệ ngoại giao với Trung Quốc đều phải tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc này. Đó chính là sự công nhận trên phương diện ngoại giao rằng chỉ có duy nhất một quốc gia Trung Quốc. Vì vậy, không chỉ Việt Nam mà ngay cả Nga, Hoa Kỳ hay Liên Hiệp Quốc đều chấp nhận chính sách này như một nguyên tắc ngoại giao với Trung Quốc. Cũng ngay sau sự kiện Chủ tịch Hạ viện Mỹ đến Đài Loan, người phát ngôn Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Stefan Dujarric cũng nói rằng chính sách của Liên Hiệp Quốc về vấn đề này tuân theo nghị quyết 2758 của Đại hội đồng năm 1971 về một Trung Quốc. Và việc ủng hộ chính sách một Trung Quốc giúp nhiều nước thể hiện sự tôn trọng độc lập, không can thiệp công việc nội bộ nước khác và tuân thủ luật pháp, thông lệ quốc tế. Đồng thời, chính sách một Trung Quốc cũng là một động thái cân bằng khôn khéo bởi nhiều nước quan hệ kinh tế ngoại giao với cả Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Đài Loan là rất quan trọng. Khi tuyên bố một Trung Quốc, trên thực tế có các phiên bản khác nhau dựa trên quan điểm của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Trung Hoa Dân Quốc. Theo đó, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa hiểu Trung Quốc là mình và Đài Loan là một phần của Trung Quốc. Đài Loan hiện được Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa coi là một tỉnh ly khai và rồi sẽ có một ngày trở về với Trung Quốc. Trong khi hiện nay trên thực tế, Đài Loan duy trì tên gọi chính thức của mình là Trung Hoa Dân Quốc và vẫn tuyên bố mình là chính thể hợp pháp duy nhất của Trung Quốc với thủ đô đặt tại Nam Kinh. Lãnh thổ Trung Quốc của Trung Hoa Dân Quốc cũng bao gồm tất cả các lãnh thổ của một Trung Quốc, bao gồm cả Trung Quốc Đại Lục và thậm chí cả Mông Cổ. Mặc dù vậy, phần lớn các quốc gia trên thế giới đều công nhận Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là chính thể hợp pháp của Trung Quốc, trong khi Trung Hoa Dân Quốc hay một nước Đài Loan độc lập là không tồn tại. Ngay cả với Liên Hiệp Quốc cũng vậy, vào ngày 25 tháng 10 năm 1971, nghị quyết 2758 được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua. Theo đó, trục xuất Trung Hoa Dân Quốc và thay thế ghế của đại diện Trung Quốc là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Hội đồng Bảo an.
Và vì Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa có thái độ rất cứng rắn về một Trung Quốc và từ chối quan hệ ngoại giao với bất kỳ quốc gia nào công nhận Trung Hoa Dân Quốc hay Đài Loan độc lập, nhưng không từ chối trong trường hợp quốc gia đó chỉ giữ quan hệ kinh tế, văn hóa và các trao đổi khác không phải là quan hệ ngoại giao chính thức. Vì thế, nhiều nước lách luật khi vừa có quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh nhưng vẫn giữ các văn phòng ngoại giao không chính thức tại Đài Bắc. Theo chính sách này, Hoa Kỳ thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Trung Quốc vào năm 1979 tại Bắc Kinh, đi đôi với việc đóng cửa Đại sứ quán tại Đài Bắc. Nhưng Washington vẫn duy trì một mối quan hệ ngoại giao không chính thức nhưng gắn bó với Đài Loan qua Viện Hoa Kỳ ở Đài Loan. Đạo luật quan hệ với Đài Loan cũng được thông qua tại Mỹ. Theo đó, luật này quy định Mỹ phải giúp Đài Loan tự vệ và Mỹ vẫn tiếp tục công khai bán vũ khí cho Đài Loan cho đến ngày nay. Đài Loan dù nhỏ hơn Trung Quốc đại lục rất nhiều, nhưng nó giữ vai trò địa chiến lược cực kỳ quan trọng với đại lục. Ngoài ra, các ngành sản xuất tại Đài Loan, đặc biệt là chip, một loại nguyên liệu quan trọng của thế giới, cũng đóng vai trò then chốt với chuỗi sản xuất của thế giới. Vì vậy, cắt đứt quan hệ hoàn toàn với Đài Loan không phải là điều nên làm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết video. Nếu cảm thấy thông tin video hay và thú vị, hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ đội ngũ kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!